Hậu đám cưới hoành tráng, Ân Hoàng Phúc đưa bà xã siêu mẫu đi tuần trăng mật ở Úc. Sau đám cưới vào đầu tháng 12, Ân Hoàng Phúc đã cùng bà xã đi lưu diễn ở Úc, kết hợp nghỉ dưỡng. Sau khi tổ chức đám cưới, vào ngày 1 tháng 12, 2018, Ân Hoàng Phúc và Kim Cương ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn. Đi đến đâu anh cũng đưa bà xã đi cùng. Ngoài là vợ, Kim Cương còn như một người trợ lý đắc lực, luôn ở bên để chăm sóc cho nam ca sĩ và sắp xếp lịch trình cho anh. Kim Cương cũng từng chia sẻ, đến với Ân Hoàng Phúc là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời cô. Bản thân cô cũng thay đổi rất nhiều từ khi quen biết và cưới nam ca sĩ. Có lẽ khi chúng tôi đến với nhau, anh Phúc đã qua ngưỡng tuổi 30, có những suy nghĩ chín chắn và muốn tìm điểm dừng để xây dựng gia đình, siêu mẫu bộc bạch. Cả hai vợ chồng vừa đi làm, vừa có những giây phút yên bình hạnh phúc với nhau. Đi cùng vợ chồng Ân Hoàng Phúc là nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Sau khi cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, cô mạnh mẽ trở lại với công việc để chăm sóc cho hai con nhỏ. Được biết đến là người bạn thân nhất của Ân Hoàng Phúc từ thuở mới vào nghề. Sau hơn 10 năm, khi mỗi người đã có gia đình, cuộc sống riêng thì tình bạn này vẫn không hề thay đổi. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được thấy nụ cười tươi tắn không âu lo của Phạm Quỳnh Anh khi bên cạnh vợ chồng Ân Hoàng Phúc trong chuyến lưu diễn tại Australia, Sydney và Melbourne. Tưng bừng khí thế hội quân đá ASEAN Cup, dàn cầu thủ Việt Nam bảnh bao như siêu sao. Sau khi xuất sắc giành chức vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam được thưởng 4 ngày xả trại để về thăm gia đình, nghỉ ngơi phục hồi thể lực. Vừa qua 20 tháng 12, các tuyển thủ đã rục rịch trở lại Hà Nội hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup mang tầm châu lục. Chưa qua, đội vệ phó đã có mặt tại khách sạn Diwu để sẵn sàng cho lịch tập trung của đội tuyển. Ở AFF Cup 2018, Ngọc Hải là đội phó tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết trong đợt tập trung, nhiều khả năng cầu thủ người Nghệ An sẽ là người được trao chiếc băng đội trưởng. Lần đầu tiên được thầy Park triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tiền đạo trẻ Phan Thanh Hậu rất hồi hộp, chờ khoảnh khắc được khoác áo tuyển, ăn cơm tuyển. Xuân Trường bảnh bao check-in. Minh Phương là một trong số 7 cầu thủ được bổ sung lên đội tuyển lần này. Minh Phương hẳn có quyết tâm cao trong lần được gọi trở lại. Trước đó, các cầu thủ đã được tận hưởng 4 ngày nghỉ để về bên gia đình và người thân. Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ ảnh vợ cùng con gái. Phan Văn Đức, nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất. Công Phượng được mọi người săn đón để chụp ảnh cùng. Tiến Dũng Đình Trọng đến thăm nhà Duy Mạnh. Sau những ngày nghỉ ngắn, các cầu thủ đã sẵn sàng trở lại với công việc. Phan Văn Đức đã bay ra Hà Nội, sẵn sàng phục vụ đội tuyển, trở lại với công việc nào. Tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cậu học trò sẽ có 4 ngày tập luyện cho trận đấu thử lửa diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 25 tháng 12. Đối thủ trong trận giao hữu này là đội tuyển của Triều Tiên. Ngày 27 tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn, chuẩn bị cho ASEAN Cup. Sau đó, 23 cầu thủ được lựa chọn sẽ lên đường sang UAE vào ngày 4 tháng 1, 2019. Tuyển Việt Nam ra quân gặp đội tuyển Iraq ngày 8 tháng 1, 2019. Hai đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Iran 12 tháng 1 và Yemen ngày 16 tháng 1. Ngọc Trinh, sinh con mà không có người đàn ông bên cạnh tôi sẽ không làm. Ngọc Trinh đã có những chia sẻ về vai diễn mới sau 3 năm tái xuất màn ảnh và chuyện sinh con trong tương lai của bản thân. Chào Ngọc Trinh, cảm xúc của chị sau 3 năm trở lại với phim ảnh như thế nào? Rất háo hức nhưng cũng rất áp lực. Lần này tôi đóng với khá nhiều diễn viên gạo cội. Tôi sợ bị trật nhịp và bắt mọi người diễn đi diễn lại nhiều lần. Tính tôi rất đàn ông nên ngại chuyện bị trì trệ công việc và thời gian của mọi người. Có lẽ do tôi dễ thương nên nhận được sự hỗ trợ của tất cả các anh chị, cô chú diễn viên. Nếu không có sự giúp đỡ đó, tôi nghĩ bản thân khó hoàn thành vai diễn lần này. Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ mọi người lại giúp đỡ mình nhiệt tình đến thế. Trong 3 năm qua, chị đã trau dồi khả năng diễn xuất của mình như thế nào? Sau khi nhận lời tham gia bộ phim này, tôi mới đi học các khóa về diễn xuất để bản thân có một nền tảng ổn để vào vai diễn Trang. Trong Vu Quy Đại Náo, vì Trang và tôi chỉ có vài điểm tương đồng không giống nhau hoàn toàn. Xem lại vài phân đoạn diễn của mình, chị đã thấy hài lòng chưa? Những phân đoạn diễn tâm lý với chị Việt Hương tôi cảm thấy ổn. Tuy nhiên, những phân đoạn khác tôi thấy chưa thấm lắm. Khi học diễn xuất, tôi cũng học về tâm lý nội tâm nhiều hơn. Học khóc là nhiều nhất vì trong phim phải quay rất nhiều lần để bắt cảm xúc.
Diễn những phân đoạn khóc trong phim, chị nghĩ đến điều gì? Tôi nghĩ đến hoàn cảnh của Trang trong phim. Chị Việt Hương phải ngồi nói chuyện với tôi đến 15 phút mới diễn được cảnh đó. Tôi bắt đầu hơi khó khóc. Chị Việt Hương diễn và khóc trước để đẩy tâm lý cho tôi. Người bạn diễn cực kỳ quan trọng, nên khi diễn bạn diễn của mình ngồi đơ, chắc chắn tôi sẽ khó diễn. Bạn diễn là phải đẩy tâm lý cho nhau. Đi học thì đi học, tôi vẫn là diễn viên tay ngang. Chị sợ nhất phân cảnh nào trong phim? Tôi sợ những phân cảnh khóc, mặc dù đã được học rồi nhưng thực sự rất khó. Nhân vật Trang trong Vu Quy Đại Náo và Ngọc Trinh có gì khác và giống nhau? Cả hai cô gái đều là người miền Tây, rất mộc mạc, liều lĩnh, cứng đầu, nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, rất yêu thương gia đình bạn bè. Trong phim thì ế, còn Ngọc Trinh thì không ế. Gia đình tôi cũng không ép cưới, tôi biết làm đẹp, làm điệu hơn nhân vật Trang. Đóng phim xong, mọi người có hy vọng thấy đám cưới của chị ở ngoài đời thật không? Không, mọi người không bàn về chuyện đó. Tôi bây giờ cũng không đặt nặng chuyện cưới xin. Khi nào ông trời xe duyên thì cưới, không thì thôi. Nếu không đám cưới, chị có xin em bé không? Ở năm 24-25, tôi sẽ quy định là trước năm 30 tuổi phải lấy chồng đẻ con. Còn bây giờ tôi không theo quy định đó nữa. Khi nào đúng thời điểm sẽ cưới. Còn chuyện có con nhưng không đám cưới, tôi nghĩ bản thân khá toán nên có thể làm được việc đó. Không phải cưới mới có con. Cách xê đóng phim của chị như thế nào? Người quen sẽ lấy vừa phải, không quen sẽ lấy đúng giá trị bản thân và đúng giá trị bỏ ra. Dù phim này là nhà sản xuất nhưng tôi vẫn được trả cách xê. Đóng phim cực thế, bạn trai chị có xót xa? Có chứ, thấy đen đi, sạm đi, tàn nhang trên mặt nhiều hơn. Anh chăm sóc cho tôi nhiều. Về quê thăm gian nhà cấp 4 mới của Đoàn Văn Hậu, nghe bố mẹ tâm sự tuổi thơ dữ dội. Đoàn Văn Hậu là một tuyển thủ được đánh giá cao với những đóng góp lớn tại AFF Cup 2018. Nhưng ít ai biết rằng, Văn Hậu cũng có một tuổi thơ dữ dội với những trái bóng nhựa và lần trốn học chơi game bị thầy bắt được. Đam mê với trái bóng từ nhỏ, đội tuyển Việt Nam đã chính thức đánh bại đội tuyển Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018 và đăng quang ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi trong niềm vui sướng của hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Trong số những cầu thủ được đánh giá cao, thì cậu em út Đoàn Văn Hậu là một trong số những cái tên được nhiều cổ động viên nhắc đến. Tìm đến ngôi nhà nhỏ của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu tại thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình trong một ngày đông lạnh giá, căn nhà nhỏ của Văn Hậu trong những ngày này luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hân hoan. Đặc biệt hơn khi đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và đăng quang ngôi vô địch. Văn Hậu là em út trong gia đình có hai anh em. Sinh ra tại một vùng quê nghèo nhất nhì xã Hồng Minh, công việc chủ yếu của người dân nơi đây là làm nông, đồng áng qua ngày. Cũng chính vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên từ khi còn nhỏ Văn Hậu chỉ có trái bóng nhựa bầu bạn trong những lúc bố mẹ đi làm kiếm tiền mưu sinh. Trong căn nhà cấp 4 vừa được tu sửa, ông Đoàn Quốc Thắng, 52 tuổi, bố cầu thủ Đoàn Văn Hậu, nhớ lại những ngày tháng gia đình khó khăn. Với ông Thắng, những tháng năm khó khăn ấy vẫn hiện hữu như in trong tâm trí của ông. Hậu có niềm đam mê với trái bóng từ nhỏ. Trong lúc bố mẹ đi làm thuê làm mướn kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống gia đình, thì Hậu phải ở nhà một mình. Do ở nông thôn và hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên ngoài trái bóng nhựa, Hậu không còn gì để bầu bạn. Ở nhà Hậu thường đá bóng một mình trên sân nhà ông bà, có quả bóng nhựa nó cứ đá vào tường như thế cả ngày. Có những lúc bố mẹ nhờ nó quét sân, nó cũng mãi đá bóng rồi quên. Đi chơi mẹ nó cũng phải đi tìm về, mà lần nào cũng chỉ thấy ngoài sân bóng. Nó đam mê đá bóng lắm, ông Thắng chia sẻ. Đá bóng từ năm lớp 1 đến năm lớp 3 thì nhà trường cho Hậu đi đá các giải ở trường rồi lên xã, lên huyện. Tình yêu với trái bóng cứ lớn dần trong cậu cầu thủ nhỏ. Đến năm 15 tuổi, cánh cửa đến với nền bóng đá chuyên nghiệp đã mở ra. Văn Hậu đã được đội tuyển Hà Nội nhận thấy tiềm năng và nhận về lò đào tạo Hà Nội TNT. Đến năm lớp 9, Văn Hậu đã không tránh khỏi những cám dỗ của tuổi trẻ. Hậu đã mắc phải tội tày đình tại trung tâm khi trốn học đi chơi điện tử suốt một đêm dài và bị thầy giáo bắt được. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã gọi điện cấp tốc cho bố Văn Hậu lên trung tâm vào sáng hôm sau. Lần đó, tôi và huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có hỏi nó một câu: bây giờ con muốn tiếp tục theo học đá bóng hay con muốn lập tức về nhà chơi điện tử? Nó cũng khóc xin lỗi thầy giáo và hứa là không chơi điện tử nữa. Và sau lần đó thì nó bỏ được thật. Đến tận bây giờ nó cũng không chơi game nữa. Tôi cũng rất mừng vì khi đó nó nhận ra và thay đổi. Ông Thắng nhớ lại. Luôn phải bình tĩnh và thi đấu hết mình. Ngoài cầu thủ Đỗ Như Mạnh được người hâm mộ đặt cái tên dí dỏm là Mạnh Gắt vì tuyển thủ này hay có những tình huống nóng tính trên sân, thì Đoàn Văn Hậu cũng được để ý tới những tình huống khá gắt khi va chạm với cầu thủ đội bạn. Nhìn Hậu thi đấu trên sân thì tôi cũng thấy nó nóng tính.
Tôi với bố nó thường hay nhắc Hậu nên bình tĩnh và tỉnh táo để thi đấu tốt nhất. Khi thi đấu mới thấy họng nóng, chứ ở nhà nó cũng bình thường, bà Vũ thì nụ. Mẹ của Hậu chia sẻ, những lần phải đi xa nhà, khi nào được nghỉ là Văn Hậu đều tranh thủ về thăm gia đình. Những khi không về được thì Hậu vẫn thường gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ ở quê. Hậu nó còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn và biết quan tâm bố mẹ, thường hay gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, nó cũng lớn rồi nên tôi cũng đỡ lo. Nhắc đến chuyện yêu đương của Văn Hậu, bà nụ chia sẻ, nó cũng không hay nhắc về chuyện yêu đương, dù gia đình không cấm nhưng cũng thường hay nhắc cháu là còn nhỏ tuổi nên tập trung cho sự nghiệp và hạn chế chuyện yêu đương vì chưa đến thời điểm.